rất là khó chịu. Nếu như mà anh nghe em nói từ đầu đã không có chuyện này xảy ra, đúng không? Mày quá trời. Đừng có tỏ thái độ đấy với em. Em vừa vừa phải thôi chứ. Nếu như anh biết trước á, thì anh cũng sẽ không làm. Bây giờ mình phải làm, mình có kinh nghiệm chứ. Thì nếu ban đầu không biết thì phải nghe lời em. Anh đã không biết còn thích thể hiện. Em làm như em giỏi lắm vậy, em cũng có biết cái gì đâu. Em đã bao giờ em kinh doanh chưa? Ít ra em cũng biết hơn anh. Em nói đúng mà, nó sẽ không tốt đâu. Thì anh phải nghe theo. Anh nói em nghe, ít nhất anh là chồng của em. Trong kinh doanh là chả có chồng con gì cả, chỉ có đúng hay sai, lời hay lỗ mà thôi. Đúng hay sai nó không quan trọng, quan trọng em là vợ của anh thì em phải bên cạnh anh những lúc này, không phải là trách móc anh. Trời ơi, ngăn nhau chứ. Bây giờ vấn đề là mình không nào. Mất tiền ơi. Thiệt á, bây giờ riết là nói chuyện hả, em giọng tốt dễ sợ. Lúc nào em cũng phải la lớn hơn anh chị mới được á. Mà em nói thiệt nha, anh chị mà đi làm cái là cái nhà này nó yên ắng vô cùng. Về một cái là cho dù hả, em đang ở trong toilet mà coi kính cửa bít bùng là em biết hết á. Em thấy hai anh chị á, coi như là cứ cãi hoài à. Bởi vậy bây giờ em muốn hai người cùng chơi một trò chơi với em. Em bị dở hơi à, giờ này đang loạn đầu lên vì tiền bạc mà chơi cái gì. Anh nói thiệt á, chơi trò gì cũng được, anh sẵn sàng anh chơi. Nhưng mà nếu chơi chung với bà này, anh dứt khoát không chơi. Hay đừng có chơi cái kiểu đấy nhá. Nếu vậy thì chơi luôn. Chơi luôn. Đừng có chơi ăn miệng một mình nhá. Chơi. Chơi trò gì? Bây giờ vậy nha, nghe cho kỹ nha. Cứ mỗi lần mà bước chân vô cái nhà này, ở bất kỳ phòng nào, bất kỳ ngóc ngách nào luôn, hai anh chị không có được cãi nhau nữa, cũng không có được nói về vấn đề công việc nữa. Tại vì mỗi lần mà cứ nhắc tới công việc là cãi nhau, công việc là cãi nhau. Trời ơi, nhức đầu lắm luôn. Rồi hai anh chị á, ai mà nhắc tới công việc, ai mà vi phạm, bỏ vô đây 500.000. Chơi không? Anh chơi. Này chị, không chơi đâu. Sao vậy? Tại vì bây giờ tiền còn chả có nên mà trả nợ. Bây giờ lại còn bỏ tiền vào đấy thì em... Anh nghĩ là vợ chồng mình nên thử chơi trò này đi. Em có còn nhớ được là bao nhiêu lâu rồi em chưa nói câu em yêu anh chưa? Sao mà nhớ được? Thì lâu quá rồi làm sao em nhớ được. Anh cũng không có thời gian để ngắm nhìn em và khen em xinh đẹp nữa. Vì vợ chồng mình quá mất nhiều thời gian dành cho những cái việc cãi nhau về công việc, thì làm gì còn thời gian bên nhau. Cứ cái đà này á, mình ly dị như chơi đó em à. Chơi đi, thử đi. Chơi không? Coi như á là giúp cho mình cải thiện tình cảm. Chơi, rồi. Chị dại trai thế, trai bảo gì cũng làm. Thật là sợ hôi. Không sao đâu em. Bất kỳ khi nào mà lỡ mà mình có cãi nhau, mà mình có bỏ tiền vào ống heo này, cũng coi như tiền để dành thôi mà. Gì? Để dành cho ai? Để dành cho hai người hả? Ừ. Ở đâu ra? Trời ơi, hai người mà vi phạm bỏ vô đây là con heo này em thưởng. Công nhận á, là nhờ cách của Vi mà căn phòng này nó mới được trở lại đúng là căn phòng ngủ. Chứ trước đây á, nó là căn phòng của cãi nhau, là của tổng sĩ vã nhau. Tú anh... Nhã ơi. Ai đấy? Ê, cái giọng này là giọng của thằng Thông á. Chủ nợ của mình á. Hả? Anh đi ra nói chuyện đi. Anh ra nói chuyện, nói chuyện cái vụ mượn tiền trang trí đi. Đi đi đi. Không. Anh sẽ không nói. Mất gì tự nhiên anh phải nói, anh nói để anh bị phạt à? Anh không nói thì em cũng ứ nói. Anh ứ nói. Em cũng ứ nói. Anh không nói. Không nói thì tôi nói cho. Ê. Ê. Cái gì vậy? Có đâu bất ngờ. Da mặt tôi đang điều trị nó mới đỏ vậy đó. Mà hết tiền rồi. Qua đây lấy tiền hai vợ chồng anh chị đi đi làm tiếp nè. Ủa giờ sao hôm nay là tới cái ngày mà trả tiền mà sao hai vợ chồng im lặng quá vậy? Sao Tú? À, cái này vấn đề để cho vợ giải thích à. Ờ sao Nhã? Được không? Ờ rồi kinh doanh lời lỗ như thế nào? Hả? Nhã nữa. Hai vợ chồng bị cái gì vậy? Tôi đã nói tới cái mức đó rồi. Tôi qua đây tôi hỏi thăm về công việc, tôi rất là lịch sự, hỏi là hai người làm ăn sao để tôi xin tiền, lấy cái tiền của tôi lại. Bây giờ có trả lại không? Được rồi. Giấy nợ á, tôi vẫn còn giữ. Hai vợ chồng á, ngày mai là hạn chót. Không trả nợ cho tôi á, thì tôi kêu giang hồ qua xử, lúc đó đừng có trách. Nói tới như gì vẫn không trả lời. Chừng tôi đó. Vấn đề là bây giờ tụi con không cần phải đi đâu hết. Chính xác. Mẹ. Tức là có nghĩa là
Mẹ cho tiền tụi con trả nợ hả mẹ? Mẹ cho trả nợ. Mẹ biết tụi con đang mắc nợ. Và tụi con cũng biết là gia đình mình không hề khá giả gì. Dạ. Do đó là mẹ em sao có tiền cho tụi con trả nợ được. Em mời đi Myanmar tiếp đi. Đừng đi Myanmar. Nhớ. Sao ạ? Có một người có thể giúp tụi con trả nợ. Ai? Ai? Em nè. Em thì không có tiền cho anh chị trả nợ. Nhưng ba mẹ em thì có. Và ba mẹ em sẽ đứng ra để trả khoản nợ cho hai anh chị. Bây giờ á, trước hết là cô phải cảm ơn ba mẹ con. Dạ. Sau đó là cô cảm ơn con. Dạ. Còn bây giờ đối với hai đứa con, tụi con phải hứa chắc chắn với nhau là không được cãi nhau gây gỗ nữa. Trời mẹ ơi, cái gì chứ, cái đấy con hứa ngay lập tức. Con thề với mẹ, bây giờ con có tiền trả nợ rồi, con thề không bao giờ con mắng chồng con, không bao giờ mà con cầm kim con châm vào người chồng con. Con hứa với mẹ là con sẽ yêu thương đội anh ấy lên đầu. Con cũng hứa với mẹ là vợ chồng con lúc nào cũng thuận thảo yêu thương nhau. Dạ. Em bây giờ dạ. Gánh nặng cũng như là trút bỏ rồi. Bây giờ mình phải tính đường làm ăn mới đi em. Làm gì? Mình sẽ mở một cái gì đó kinh doanh mới khác nữa, hiểu không? Anh kinh doanh để anh kiếm cái gì? Kiếm tiền á? Kiếm tiền mình phải làm lại cuộc đời chứ. Kiếm tiền hay là vứt tiền đi, hay là vứt tiền ra ngoài cửa sổ? Em mắc cười quá. Thôi, lần trước mình kinh doanh thua lỗ là tại vì mình không có kinh nghiệm. Thì bây đúng giờ rồi. Mình rút kinh nghiệm từ cái lần thua lỗ đó mình làm lại, hiểu không? Anh nghĩ làm sao anh có kinh nghiệm? Kinh nghiệm, nếu như anh có kinh nghiệm anh đã không làm thua lỗ, đúng không? Bây giờ công ty đã thua lỗ rồi, bây giờ anh còn lại bảo là anh lấy tiền lấy đi làm kinh doanh nữa thì nói thật với anh. Là gì? Mình không có kinh nghiệm cho nên lúc đầu mình mới thua lỗ, bây giờ lần thứ hai thì mình không còn thua lỗ. Mẹ nghe buồn cười không? Nếu như con người đã không khôn thì phải nghe. Anh không có khả năng kinh doanh. Khôn của anh đã được mở trong lần thứ bảy đầu tiên rồi. Này mẹ nè, ngày trước mẹ cũng thất bại biết bao nhiêu lần mẹ mới có ngày hôm nay. Xin lỗi em, quán cà phê này ngày hôm nay là có là mẹ đã do mẹ thất bại 5-6-7 lần mới có nha. Xin lỗi anh, cái quán cà phê mẹ mà thành công, quán cà phê đã to. Quán cà phê này bé tí. Sao em cứ cãi anh hoài? Em rồi nhá. Bây giờ không. Anh đừng có đi cho em nhá. Anh đi lên đi sau. Em để anh nói cho em mở cái đầu của anh không có khả năng kinh doanh mà sao anh cứ này. Em không nói chuyện với anh luôn. Vợ chồng mình làm ăn chung mà. Qua đây đi. Qua nè. Qua đây. Ngồi xuống đây. Đây em ngồi nè, bóp đi. Ngồi đi, ngồi gác chân lên. Không, bóp đi. Trời ơi, mình còn bao nhiêu việc ngoài xã hội nữa chứ bộ. Ừ. Mình nè. Gì cưng? Đã bao lâu rồi mình? Trời ơi, trời sao bữa nay mình ngộ vậy? Thôi nha, già lớn tuổi rồi nha. Thì chính vì già mà anh mới hỏi là đã bao lâu rồi vợ chồng mình. Thôi. Ôi đừng có. Khùng quá. Ai cũng chân chân. Dạ. Thì anh hỏi là đã bao lâu rồi. Hỏi chứ này. Đã bao lâu rồi mình không có nhổ tóc bạc cho nhau á. Ủa vô nhổ tóc bạc hả? Ờ. Vậy hỏi luôn cho rồi đi. Mốt mình đừng chơi theo kiểu bi da lỗ. Dẹo cái này dẹo cái kia mệt luôn. Nói theo kiểu cầu lông á. Bạc bạc là hỏi luôn. Đã bao lâu rồi chưa nhổ tóc bạc? Ờ. Dẹo tới dẹo luôn. Chứ mình tưởng gì? Tưởng gì thì nói kiểu như mình mà ai không tưởng cái gì mới là ngộ á. Giờ thích nhổ tóc bạc phải không? Ờ. Cái gì? Gì vậy? Gì vậy? Ôm mền gỗ qua đây chi vậy? Con xin phép ba mẹ hôm nay cho con ngủ ké đây nha. Trời đất ơi, sao vậy con? Rồi, hiểu rồi. Hai đứa tụi nó đánh lộn nhau. Ê! Chưa có đánh lộn. Chứ làm sao? Bây giờ hoặc là rồi hoặc là chưa. Sao tự nhiên bây giờ lại chưa có đánh lộn? Có nghĩa là sẽ có hả? Thì cũng đại loại như vậy á. Con thì thiệt tình á. Con không muốn phải cãi nhau hay là có bất kỳ cái xích mích nào với Nhã. Cho nên là tốt nhất là con nên tránh mặt. Không có gặp Nhã trong những cái lúc này. Ba mẹ cho con ngủ ké nha. Trời đất ơi, con nghĩ sao mà con ba lớn rồi con còn đòi ngủ chung với ba mẹ là sao? Thôi 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 thôi, đi về. Thôi, tội nghiệp á, nhìn cũng tội nghiệp. Lâu lâu á, mình phải muốn lấy lại cái cảm giác ngày xưa. Lúc mà bé Tứ còn bé xíu, xíu á. Xong ấy nằm giữa ba mẹ đó. Đó, 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 đó. Chỉ có mẹ là hiểu Tứ, mẹ là thương Tứ thôi. Trời ơi, mẹ không thương thôi, thương ai bây giờ. Ba, nép qua một bên. Gì vậy, chi vậy con? Đây, đây, con vô giữa không? Không có, không có, con ngủ dưới đất. Ủa là ngủ dưới đất hả? Trời đất ơi, ngủ ké, ta cho ngủ vậy là hay lắm rồi. Vậy mà con tưởng là quay lại thời xưa. Ở đâu ra? Con nghĩ sao mà ba người lên sập cái giường làm sao? Nhổ tóc đi mình. Rồi, giờ tới hai đứa mình nè. Ừ. Trời đất ơi, nhõng ngược, nhõng xuôi à, thấy ghét không ghê. Không có gì đó mà nhõng. Nó sụi lơ rồi. Đây nè. Nó sụi lơ rồi. Sao sâu vô chút. Trời đất ơi, chết rồi. Sao sâu vô chút. Tóc của anh nó cứ nhõng hết lên, nhõng được đâu. Trời. Trời. Cái gì vậy?
Trời ơi, cái gì vậy? Ai vậy? Trời ơi, chị Nhã. Trời, chị làm gì á? Em mới đi ra khỏi phòng chút xíu, chị vô phòng em rồi. Ủa mà vụ gì á? Cho chị ngủ nhờ một đêm. Chị với anh Tú lại cãi nhau nữa hả? Chưa cãi, nhưng mà chị sợ cãi nên chạy trốn trước. Nhưng mà thôi, chị về phòng ngủ đi, chắc không cãi đâu. Thế nên lạnh lắm, có mỗi mình chị lạnh lắm, tôi cho chị ngủ nhờ ở đây. Nhưng mà em không có quen ngủ với người lạ, em ngủ là phải một mình một giường à. Thì đấy, em đặt chị nằm đâu chị nằm đấy. À, thôi vậy thì bây giờ mà bắt buộc phải ngủ với em đêm nay luôn á hả? Thì thôi chị ra cái ghế kia đi. Cho chị ngủ được, ngủ cùng là chị mừng rồi. Đi, chứ không á, nằm trên giường này phòng chị có mỗi mình lạnh lắm. Thôi xin phép bỏ cái này xuống nhá. Đang buồn trong lòng cô đơn mà nhìn thấy Hòa thấy chạnh lòng lắm. Nằm đây tự nhiên thấy thương các cặp vợ chồng cãi nhau ghê cơ. Cứ làm mình làm mẩy, đòi đi ngủ một mình, giận dỗi. Nhưng ngủ một mình nào có thấy vui gì đâu cơ chứ. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào thì cha xét như hoãn thi.